guys, welcome to teaching program on TV today. Let me introduce myself. My name is Phạm Ngọc Thùy Trang. I'm from Bullock Town Secondary School. I'm very glad to be with you in this lesson. Mến chào các em đến với chương trình dạy học trên sóng truyền hình hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Phạm Ngọc Thùy Trang. Cô đến từ trường trung học cơ sở thị trấn Bến Lức. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong bài học này. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức tiếng Anh lớp 7 qua đơn vị bài học số 5, Unit 5, Vietnamese Food and Drink các em nhé. Đầu tiên chúng ta cùng nhau điểm qua phần nội dung bài học. Nội dung trong bài gồm có 2 phần. Phần 1, pronunciation, phân biệt cách phát âm giữa hai âm o ngắn và o dài. Phần 2, grammar, chúng ta cùng ôn lại danh từ đếm được và danh từ không đếm được, countable nouns and uncountable nouns, cách sử dụng của hai mẫu từ a, un, some và any, cách sử dụng của từ để hỏi how much và how many. Now, let's come to part 1. Part 1, pronunciation. Trước tiên, cô muốn các em quan sát các hình ảnh sau đây. Các em hãy đọc to các từ tiếng Anh có liên quan đến các hình ảnh, từ đó rút ra những âm nào được đề cập đến trong bài. Now, look at picture 1. What's it? An orange. Then, look at picture 2. What is it? A bottle. Từ những ký tự được tô màu đỏ, các em nhận ra đó chính là âm O. Và có ký hiệu phiên âm như sau. Cô gọi đó là âm O ngắn. Then, look at picture 3. What is it? It's pork. And the last one, picture 4. It's short. Tương tự, hai từ này có chứa âm O. Và có ký hiệu phiên âm như sau. Cô gọi đó là âm O dài. Các em lưu ý, khi đọc âm O dài, chúng ta phải mở to miệng. Đọc âm này sâu trong cổ họng và kéo dài hơi hơn so với âm O ngắn. Để luyện tập thêm hai âm nói trên, chúng ta cùng làm một số câu trắc nghiệm sau đây. Find the word having different sound in the underlined part. Các em hãy đọc to các từ tiếng Anh và tìm ra từ nào có cách phát âm khác so với những từ còn lại. Number 1. A. Hot. B. Cottage. C. Pork. D. Bot. Như vậy, đáp án đúng sẽ là câu C, vì từ này có chứa âm O dài và những từ còn lại là âm O ngắn. Number 2. A. Short. B. Potter. C. Coffee. D. Spot. Đáp án đúng sẽ là câu D, vì từ này có chứa âm O dài và những từ còn lại là âm O ngắn. The last one, number 3. A. Morning. B. Fox. C. Forty. D. Shorts. Như vậy, đáp án đúng sẽ là câu B, vì từ này có chứa âm O ngắn và những từ còn lại là âm O dài. The next exercise. Find the words containing the sound O and O. Then practice the sentence. Các em hãy tìm ra những từ nào có chứa âm O ngắn và O dài trong hai câu sau đây. Sau đó luyện tập đọc chúng. Number 1. She has got a small vase. Trong câu 1, từ got có chứa âm O ngắn và từ small có chứa âm O dài. Now, let's practice. She has got a small vase. Number 2. He's short, but he likes sport. Tương tự, trong câu 2 chúng ta thấy từ short có chứa âm O dài và từ sport có chứa âm O dài. Practice again. He's short, but he likes sport. Then, let's come to part 2, grammar. Countable nouns and uncountable nouns.
Đầu tiên chúng ta đến với countable nouns trước nhé. Trên màn hình cô đang có một quả trứng. Như vậy một quả trứng sẽ là one egg. Tuy nhiên khi cô có 4 quả trứng, chúng ta có 4 eggs. Như vậy danh từ egg đang ở hình thức số ít và đã được chuyển sang số nhiều có thêm s. Các em lưu ý những danh từ đếm được ở hình thức số nhiều, các em phải thêm s hoặc es vào sau danh từ đó. Các em đã dễ dàng đếm được số lượng quả trứng trên màn hình đúng không? Tóm lại, những danh từ chúng ta có thể mang ra đếm được về số lượng thì cô gọi đó là danh từ đếm được, countable nouns. Vậy thì những danh từ nào là danh từ không đếm được, chúng ta đến với uncountable nouns. Những danh từ thể hiện chất lỏng như là nước, water, sữa, milk, nước cam, orange juice and so on, chúng ta xếp chúng vào loại danh từ không đếm được. Và trên màn hình cô đang cho một ví dụ điển hình đó là water. Tương tự, những danh từ như là gạo, rice, đường, sugar, hay muối ăn, salt, chúng ta cũng xếp chúng vào loại danh từ không đếm được. Và trên màn hình cô cho ví dụ đó là gạo, rice. Như vậy các em đã phân biệt được thế nào là danh từ đếm được, countable nouns, và danh từ không đếm được, uncountable nouns. For uncountable nouns, we can use phrases like a bottle of, a piece of, a bar of, a glass of, a kilo of, and a bag of. Đối với những danh từ không đếm được, chúng ta có thể thêm vào chúng đơn vị đo lường thì chúng sẽ trở thành một danh từ có định lượng, có thể đem ra đếm được về số lượng. Để giúp các em dễ hiểu hơn, cô có một số ví dụ sau đây. For example, water là nước, danh từ không đếm được, nhưng khi cô có a bottle of water, một chai nước, thì nó sẽ trở thành một danh từ đếm được. Tương tự chúng ta có bread, bánh mì, a piece of bread, một miếng bánh mì, chocolate, sô-cô-la. Và trên màn hình các em đếm được số lượng là 2 thanh sô-cô-la, cô có 2 bars of chocolate. Milk, sữa, a glass of milk, một ly sữa. Beef, thịt bò, a kilo of beef, một ký thịt bò. Rice, gạo. Và trên màn hình các em đếm được số lượng 4 túi gạo, cô có 4 bags of rice. Bây giờ chúng ta cùng luyện tập tìm ra đâu là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Which of the following nouns are countable and which are uncountable? Từ 8 danh từ ở giữa, ở cột màu xanh lá cây, các em hãy tìm ra đâu là những danh từ có thể đếm được và những danh từ không đếm được. Nếu các em nhớ được nghĩa tiếng Việt của những danh từ này thì việc lựa chọn danh từ đếm được và không đếm được khá là dễ dàng. For countable nouns we have banana, quả chuối, orange, quả cam, tomato, cà chua. For uncountable nouns we have spinach, rau chân vịt, turmeric, củ nghệ, bread, bánh mì, beef, thịt bò, and pepper, tiêu. Cô mời các em sang phần ngữ pháp tiếp theo. Grammar, a, an, some, any. Cách sử dụng của mạo từ a, an, some và any. A used before a countable singular noun. Mạo từ a được sử dụng trước một danh từ đếm được ở số ít. For example, a book, a sandwich, a photo. An used in 10 of a before a noun beginning with a vowel sound.
Mạo từ ân được sử dụng thay thế cho mạo từ ân khi nó đứng trước một danh từ, mà khi chúng ta phát âm lên, danh từ đó bắt đầu bằng một nguyên âm. For example, an apple, an egg, an umbrella. Whether we use a or an depends on the sound, not the spelling. Lưu ý, khi chúng ta sử dụng với mạo từ a hoặc an, nó lệ thuộc vào âm thanh chúng ta phát ra, không phụ thuộc vào chính tả. For example, a uniform, a university. Đối với hai ví dụ đầu tiên, chúng ta thấy âm u khi được phát âm sẽ là you. Như vậy, hai danh từ này không bắt đầu bằng nguyên âm, chúng ta sử dụng với mạo từ a. Hai ví dụ còn lại, an honest person, an hour. Khi chúng ta phát âm thì âm hờ là âm câm. Như vậy, hai danh từ này bắt đầu bằng nguyên âm o. Vì thế, chúng ta sử dụng với mạo từ an. Some, any, với nghĩa tiếng Việt là một vài, một ít. Some countable noun, plural and uncountable noun in affirmative. Some được sử dụng với danh từ đếm được ở số nhiều và danh từ không đếm được trong câu khẳng định. For example, there is some milk, there are some eggs. Any countable noun, plural and uncountable noun in interrogative and negative. Any được sử dụng với danh từ đếm được ở số nhiều và danh từ không đếm được trong câu phủ định và nghi vấn. For example, there isn't any milk, there aren't any eggs. Is there any milk? Are there any eggs? Remember, we can use some in an offer or a request. Các em ghi nhớ, chúng ta còn có thể sử dụng some trong một lời mời hay là lời yêu cầu. For example, would you like some tea? Can I have some milk, please? Mời bạn một ít trà, tôi có thể dùng một ít sữa hay không? Sau đây các em cùng cô thực hành một số câu bài tập. Complete the following sentences using a, an, some, any. Hoàn thành các câu sau đây sử dụng các mạo từ a, an, some hoặc any. Đối với dạng bài tập này, đầu tiên các em cần xác định danh từ phía sau chỗ trống là danh từ đếm được hay không đếm được, danh từ đang ở hình thức số ít hay số nhiều. Sau đó các em xác định trong câu là câu khẳng định, phủ định hay nghi vấn để chúng ta chọn lựa được đáp án chính xác nhé. Number 1. She has got apple in her bag. Như vậy, danh từ apple là danh từ đếm được ở số ít. Danh từ này lại bắt đầu bằng nguyên âm, vì vậy chúng ta sử dụng với mạo từ an. Number 2. There isn't rice left from lunch. Đối với câu số 2, danh từ rice, gạo, không đếm được. Và trong câu đang sử dụng với thể phủ định, vì vậy chúng ta sử dụng với any. Number 3. There aren't eggs in the fridge. Danh từ eggs, những quả trứng chúng ta có thể đếm được và nó đang ở hình thức số nhiều. Trong câu sử dụng thể phủ định, vì vậy chúng ta vẫn sử dụng với any. Number 4. I have sandwich in my lunch box. Danh từ sandwich là danh từ đếm được ở số ít. Vì vậy chúng ta sử dụng với mạo từ a. Number 5. Is there pork in the fridge? Đối với câu số 5, danh từ pork, thịt heo chúng ta không đếm được. Và câu số 5 đang sử dụng với thể nghi vấn, vì vậy chúng ta sử dụng any. Number 6. There are oranges on the table. Oranges, những quả cam, danh từ đếm được đang ở hình thức số nhiều. Trong câu là câu khẳng định, vì vậy chúng ta sử dụng với some.
Number 7. There is bottle of mineral water in my bag. Cụm danh từ bottle of mineral water, một chai nước khoáng, chúng ta có thể đếm được về số lượng và nó đang ở hình thức số ít, vì vậy chúng ta sử dụng với mạo từ a. Number 8. Would you like coffee? Ở đây là mẫu câu với một lời mời, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng some. The next exercise. Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. Các em hãy chọn ra đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau đây. Number 1. I haven't got bread left for breakfast. Ở câu số 1, danh từ bread, bánh mì, chúng ta không đếm được. Và trong câu đang sử dụng với thể phủ định. Như vậy đáp án đúng sẽ là câu B, any. Number 2. She needs glass of lemonade. Cụm danh từ glass of lemonade, một ly nước chanh, chúng ta có thể đếm được. Và danh từ này đang ở số ít, vì vậy chúng ta sử dụng với mạo từ a. Như vậy đáp án đúng sẽ là câu A. Number 3. Have you got butter in your fridge? Danh từ butter là bơ, không đếm được. Và trong câu đang sử dụng với thể nghi vấn, vì vậy đáp án đúng sẽ là câu D, any. Number 4. Can I have sweet soup please? Ở mẫu câu số 4 là một lời yêu cầu lịch sự. Như vậy đáp án đúng sẽ là câu C, some. Number 5. He is honest person. Danh từ honest person là danh từ bắt đầu bằng nguyên âm O, vì âm hờ là âm câm. Vì vậy đáp án đúng sẽ là câu B, un. Number 6. She's got nice photos of our classmates. Danh từ photos là danh từ đếm được và đang ở hình thức số nhiều. Trong câu đang sử dụng với thể khẳng định. Như vậy đáp án đúng sẽ là câu B, some. Phần ngữ pháp cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, cô mời các em đến với hai từ để hỏi how much và how many. How much and how many are used to ask about quantity. How much và how many được sử dụng để hỏi về số lượng. How much uncountable nouns, how many plural countable nouns. How much được sử dụng với danh từ không đếm được. How many được sử dụng với danh từ đếm được ở hình thức số nhiều. For example, how much milk do you need? Bạn cần bao nhiêu sữa? How many eggs do we have? Chúng ta có bao nhiêu quả trứng? Và bây giờ các em cùng luyện tập với bài tập sau đây. Fill each blank with how much or how many. Các em hãy điền vào những câu sau đây với how much hoặc how many. Number 1. Apples do you eat every day? I have one apple every day. Chúng ta thấy danh từ apples là danh từ đếm được ở hình thức số nhiều. Vì vậy chúng ta sử dụng với how many. Number 2. Beef do you want? I want a kilo of beef. Danh từ beef là danh từ không đếm được. Vì vậy chúng ta sử dụng với how much. Number 3. Bars of chocolate are there on the table. There are 3 bars of chocolate on the table. Danh từ bars of chocolate là danh từ đếm được ở số nhiều, vì vậy chúng ta sử dụng với how many. Number 4. Sandwiches are there in your bag. There aren't any sandwiches in my bag. Tương tự, danh từ sandwiches là danh từ đếm được ở hình thức số nhiều, vì vậy chúng ta sử dụng với how many. Number 5. Orange juice is there in the fridge. There are 2 bottles of orange juice in the fridge. Danh từ orange juice là danh từ không đếm được, vì vậy chúng ta sử dụng với từ để hỏi how much. Ở bài tập này khá là đơn giản để các em lựa chọn với từ để hỏi how much và how many, phải không? The last exercise. Make questions with how much, how many for the underlying words.
Các em hãy đặt câu hỏi với how much, how many cho những từ gạch chân trong những câu sau đây. Đối với dạng bài tập này, đầu tiên các em cần xác định danh từ phía sau từ gạch chân trong mỗi câu là danh từ đếm được hay không đếm được để chúng ta xác định từ để hỏi thật chính xác. Kế đến các em xác định động từ trong câu được chia ở thì nào để chúng ta đặt câu nghi vấn đối với thì nấy. Number 1. There is some rice left from lunch. Danh từ rice trong câu là danh từ không đếm được, vì vậy chúng ta sử dụng với how much. Trong câu có động từ to be là is, như vậy khi đặt câu hỏi chúng ta sẽ đậu is lên trước there. Đáp án của chúng ta sẽ là how much rice is there left from lunch? Còn bao nhiêu cơm thừa từ bữa ăn trưa? Number 2. She needs 2 cans of soda. Trong câu 2, danh từ cans of soda là danh từ đếm được số nhiều, vì vậy chúng ta sử dụng từ để hỏi how many. Động từ trong câu là needs được chia ở thể hiện tại đơn với ngôi thứ ba số ít. Như vậy khi đặt câu nghi vấn, chúng ta sẽ mượn trợ động từ does đặt lên trước chủ ngữ she. Đáp án của chúng ta sẽ là how many cans of soda does she need? Number 3. I drink 1 glass of milk every day. Trong câu số 3, danh từ glass of milk là danh từ đếm được, như vậy chúng ta sử dụng từ để hỏi là how many. Động từ drink được chia nguyên mẫu ở thể hiện tại đơn, như vậy khi đặt câu nghi vấn chúng ta sẽ đảo trợ động từ do lên trước chủ ngữ you. Và đáp án của chúng ta sẽ là how many glasses of milk do you drink every day? Các em lưu ý, trong câu số 3, sau how many luôn luôn là danh từ đếm được ở số nhiều, vì vậy chữ glass phải được thêm es. Number 4. Phong has got some bread in his bag. Trong câu số 4, danh từ bread là danh từ không đếm được, vì vậy chúng ta sử dụng từ để hỏi là how much. Động từ trong câu là has got, như vậy khi đặt câu hỏi chúng ta sẽ đảo has lên trước chủ ngữ phong. Đáp án của chúng ta sẽ là how much bread has Phong got in his bag? Như vậy, cô trò chúng ta đã cùng nhau ôn lại những kiến thức trọng tâm trong đơn vị bài học số 5. Cô mến chúc các em thật nhiều sức khỏe, chăm ngoan, học thật tốt. Thank you and goodbye.